về là yêu xa, là vợ anh lai ở trên hơi bóng trở về sau cơn mưa tầm tã. Hai dòng nước mắt nó cứ đuôi nhau lăn đầy ướt đầm cái màn hình. Nhìn ảnh đại diện anh cài thành ai ở em chỉ biết ngồi lặng thinh. Những dòng trạng thái đông đầy yêu thương anh dành cho ai không phải em. Những dòng tin nhắn anh ngủ ngon cũng chỉ hiện hai chữ đã xem. Còn người sẵn đáp đau thì sợ người kia sẽ hiểu lầm. Như vậy chắc dễ giải thích hơn, tại nó yêu anh chẳng bằng tay lên. Những ngày trước anh nói anh buồn thì em xin bóp và động viên. Nhưng mà bây giờ cả lúc này không dám bóp khi sẽ bảo là vì chỉ biết lặng lẽ. Còn từng anh và giỏi theo anh mỗi ngày thôi. Hôm nay anh buồn và chẳng thay đó. Cái ngày em đang cũng chẳng được vui. Với vị trí là vợ online đã chia tay rồi. Có ai thèm nhớ một cái chẳng mặn. Cái nắm tay thì những cái không cũng chỉ là mơ. Ở chắc là do em quá yêu anh đâm ra ảo tưởng cho chồng mặn. Là vợ online chính là vợ ảo tư cách thì ghen với người ta. Vợ online dành chuyện thế này dành cho ai. Khi vợ online để đến mắt hai em sẽ buông tay tình kia bay. Thì nếu cô chủ cũng có được đâu khi khoảng cách kia sẽ như thế. Và dù có yêu thì đi chăng nữa cũng biết một mình trên đường về. Vợ online nên đừng mơ đến chuyện tương lai. Hai từ hạnh phúc khi yêu xa điều đó chẳng bao giờ tồn tại. Yêu nhau qua tin nhắn và chia tay cũng qua tin nhắn. Chẳng hết những gì liên quan đến anh thì một việc yêu cũng dần tắt. Vợ online dành chuyện thế này dành cho ai. Khi vợ online là đến mắt hai em sẽ buông tay từng tia bay. Vì nếu cô sự cũng có được đâu khi khoảng cách kia sẽ như thế. Thì dù có yêu nhiều đi chăng nữa cũng bước một mình trên đường về. Vợ online nên đừng mơ đến chuyện tương lai. Hai từ hạnh phúc khi yêu xa điều đó chẳng bao giờ tồn tại. Yêu nhau qua tin nhắn và chia tay cũng qua tin nhắn. Chẳng hết những gì liên quan đến anh thì nụ cười kia cũng dần tắt. Những lời ngại này cứ lòng vòng. Sợ biết ra anh chẳng thèm nghe là người đến trước. Nhưng yêu xa nên tình cảm này anh xem nhẹ. Ở mặt có chắc là đến trước không hay sao người ta mà không biết. Chỉ biết như gọi là vợ online thì ván cờ này em thua thiệt. Em chỉ là người bình thường và yêu anh một cách bình thường. Chẳng cầu kỳ, chẳng xa hoa giống như những gì mà anh từng ao ước qua thật nhiều. Chừng ngày gặp mặt để nhận cái kết như vậy sao? Người đó chia tay và cài thành ai. Mọi thứ xung quanh em như trao đảo. Hai giờ sáng rồi, còn hơi chấm xanh từ biết anh. Vợ dọn tin nhắn chúc anh ngủ ngon nhưng ngập ngừng rồi để xóa nhanh. Sợ anh sẽ xem và không rét. Sợ vì cảnh đó cứ lặp lại. Sợ câu vô tình mà anh nói ra đừng phiền tôi nữa. Vợ online thì bài nhạc trước em biết những thứ vô tình đã làm cho anh buồn. Còn bài nhạc này em biết anh đã bỏ rơi em khi đêm xuống. Em ghét anh xem thường em hay gọi em là vợ online. Em ghét hai từ đã xem nó kể từ ngày mình chia tay. Vợ online làm chuyện thế này dành cho ai. Khi vợ online người đến mắt hai em sẽ buông tay tình kia bay. Thì nếu cô sẽ không có được đâu khi khoảng cách kia sẽ như thế. Và dù có yêu nhiều đi chăng nữa cũng mất một mình trên đường về. Vợ online nên đừng mơ đến chuyện tương lai. Hai từ hạnh phúc khi yêu xa điều đó chẳng bao giờ tồn tại. Yêu nhau qua tin nhắn và chia tay cũng qua tin nhắn. Chẳng